Hôm nay mình sẽ gọi cách unlock loader và rút con LG G7 thiên quy bản hạt chạy ở trên Linux. Thì đầu tiên thì mình đang dùng con LG G7. Gọi ở đi nhá. Đi. Đây là con LG G7 đang ở trên A50, A9. Mình sẽ dẫn trên hệ điều hành Linux. Ok. Đầu tiên để rút được thì chúng ta phải vào máy tính như này. Bây mình sẽ cho nó hệ Linux. Sẽ bấm nguồn giảm lượng này. Đây các bạn cắm máy tính như này nhé. Okay. Bây giờ bấm nguồn giảm lượng này, nguồn giảm lượng nhé. Bây giờ bạn bấm nguồn giảm lượng này. Đây mình để tay bên phải bấm nó gì. Bấm tăng lượng liên tục nhé. Đấy. Nó lên lại là không được. Đây là giữ lại nguồn giảm này, nguồn nó giảm. Các bạn nhé, bao giờ nó đen xì nó không lên lại này là ok. Dễ đâu ạ. Cái này từ để mình làm nhé. Okay, các bạn nhé. Ok, đây nó không hiện gì thế này. Đấy, ok là nhận. Lúc này mình đang hướng dẫn cho anh dùng Linux. Nếu các bạn sử dụng Windows, bạn sang kênh khác nhé. Ví dụ là kênh CND LG chẳng hạn. Bây giờ Linux thì các bạn sẽ mở terminal lên. Đấy. Gõ ls usb. Đây nó sẽ có một cái thiết bị là gọi là con com này, đấy, con com wireless modem có cái PD là 9008. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cài công cụ LTool nhé. Nó chỉ có lên Google hoặc có LTool này đó. Đây.
Đây, các bạn sẽ bấm vào cái này này. Đây. Ok, bây giờ các bạn sẽ phần installation tùy thuộc vào cái distro các bạn đang sử dụng nha. Bây giờ mình đang dùng ở Mint thì mình sẽ làm cái này, còn các bạn dùng là KDOS này hoặc là dùng A chờ Fedora, Manjaro, các bạn sẽ dùng theo cách này. Ở đây mình dùng là Mint nên mình sẽ dùng hai cái lệnh này. Và sẽ copy vào đây bạn dán vào thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đây, cái này chúng ta đã disable từ lúc nãy rồi. Bây giờ bạn sẽ copy cái lệnh này. Đấy. Copy vào đây, paste. Nó sẽ cài nhá, bạn đợi tí nó sẽ đang cài vào đây này. Lúc này thì cái điện thoại của bạn vẫn sẽ đen xì nhé, bởi vì nó đang vào trong cái ER mode, nó sẽ đen xì như thế. Ok, bây giờ bạn sẽ gõ lệnh ER. Ok đấy, nó đã đầy được cái file host vào trong máy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành flash ABL của V35 nhé. Ok, đây là cái file này này. Đâu nhỉ? Đây, cái file mình sẽ để mô tả. Bây giờ bạn sẽ có lệnh là LW mà ABL. ABL này, đợi. Kéo cái này qua. Đấy, kéo cái V35 ABL này qua, enter. Đấy, ok. Ok, bây giờ các bạn sẽ ELWFLP này. Đấy. Có lệnh như hình nhá. FLP.img. Mình sẽ để dưới mô tả hết. Ok, bây giờ bạn sẽ có lệnh ELR reset. Ok, trong lúc gõ lệnh ELR reset thì chúng ta sẽ chuẩn bị điện thoại đây. Bây giờ bạn sẽ bấm này. À, bấm ạ, enter này, giữ giảm lượng nhá, đấy, giữ giảm lượng. Vậy mình sẽ lên phát boot như này. Thế nhưng mà có một số máy nó xuất hiện là cái gì mà press any key to shut down ở góc này này, xong nó lại lên lại logo LG, xong rồi cho bấm vào đây tắt nguồn. Ok, thế bây giờ làm thế nào để fix cái lỗi đấy? Đây là tôi không bị nhưng tôi vẫn hướng dẫn nhá. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng là cái file phát boot fix này này. Đây, cái file phát bút fix này mình sẽ để dưới mô tả, các bạn chỉ phải tải về thôi. Các bạn sẽ kéo qua đây, enter. Bạn nhập password user của bạn vào là ok. Nó ghi apl-fit là ok. Là nếu có, nó có báo như thế thì chúng ta sẽ chỉ việc bấm nguồn thôi. Xong rồi ở đây, ví dụ đây. Đấy, ví dụ bây giờ nó đang, ví dụ bây giờ nó đang báo nhé. Bây giờ ví dụ bây giờ nó đang báo cái press any key to shutdown, bạn bấm vào nguồn. Và giữ giảm lượng lại phát nữa. Đầu tiên là sẽ vào lại recovery mode, phát boot mode như này. Đây nó vẫn là locker này. Bây giờ chúng ta sẽ gõ là từ từ để tôi xem cái lệnh dependency thế này đã. Về đủ. Bây giờ chúng ta sẽ gọi là phát boot om unlock. Ok đấy, enter. Các bạn này chúng ta ấn Ctrl C nhé. Đây ok. Bây giờ các bạn sẽ bấm này. Đấy, bấm ngay trên cho nó hiện chút restart của đâu. Đây chúng ta bấm vào nhé. Đấy, bấm vào này, đấy, bấm vào nguồn này. Đây cái máy đã unlock rồi nhé. Đấy ok. Nhưng mà bây giờ chúng ta bấm vào nút start, nó bấm vào start này là nó sẽ lên lại thôi.
Thế nhưng mà thường thường là nó sẽ lại quay về Facebook. Đây nó sẽ quay lại Facebook như này. Đây nó sẽ bấm vào. Bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ flash cái abl.bin này nhé. Mình sẽ để dưới mô tả các bạn tải về nhé. Các bạn cũng làm như này. Cũng là phát bút. Đấy, flash ABLA. Ông kéo qua như này. Đấy, kéo qua như thế mà ấn Enter. Mất dạy thật đấy các bạn ạ. Và thôi bây giờ chúng ta sẽ bấm mà bây giờ sẽ bấm nguồn đấy. Đấy, với bạn này bấm nguồn này, bấm tăng lượng. Ôi nó lại hiện ra cái này các bạn ạ. Ok, mình chắc là cũng sẽ gửi cái file này cho các bạn. Mình sẽ đây, mình sẽ là file zip. Đây file restore.dlmod là phải zip các bạn giải nén ra sẽ có cái này. Bây giờ bạn sẽ bấm nút chuột phải open enter menu. Bây giờ gõ cái lệnh flash.sh này này. Đấy. À, cái lệnh sh này bạn sẽ kéo vào đây. Đấy, ấn enter. Ok, mình sẽ vào lại ll nhé. Bởi vì ll nên mình bấm một tay không được. Thì là chúng ta sẽ vào L bằng cách là bấm cái này, bấm này liên tục này. Đấy. Bấm giữ liên tục như này mới vào là L. À, bấm giữ nguồn giảm lượng nó vừa đen phát chúng ta bấm tăng lượng liên tục. Mình cứ tưởng thế nào nhưng mà hóa ra nó lại tự nó lên lại các bạn ạ. Khá là hài. Từ trước mình làm không như này đâu các bạn. Mình làm mấy lần rồi nhưng mà từ trước mình làm không như này. Nên lần này là quá lạ. Nó sẽ báo cái dòng này Decorate Pixel là Unscheduled. Đây bấm Reset. Mày sẽ khởi động lại nha các bạn này. Đợi tí nó sẽ khởi động lại bây giờ. Nó hiện cái pop-up này cho nó kệ nó nhé, nó sẽ tự động nó khởi động thôi. Đấy thấy chưa? Ok, mình sẽ chờ cho đến khi nó lên nhé. Thôi chưa rồi, không quên không bật cái chức năng là cắt à, dừng tạm dừng video này là bây giờ vẫn phải chờ các bạn. Video này hơi dài các bạn bỏ qua cho mình nhé. Các bạn nào nó khởi động như này nó rất là lâu các bạn sẽ bỏ qua cho mình.
nhớ lúc ăn lốc nó đưa ấy, lúc nào vừa bấm phút đó, em ăn lốc xong chúng ta bấm Ctrl C luôn ngay lập tức cho mình là nó sẽ không bị lỗi firmware và chúng ta không phải KDZ lại từ đầu. Ok, bây giờ các bạn sẽ vào lại LL mode nhé, vào lại LL cho mình. Nguồn giảm lượng và ấn tăng ấn nháy liên tục nó tăng âm lượng nhé, nó vừa đen phát nháy liên tục nó tăng âm lượng, nếu nó lên lại các bạn cứ bấm giảm lượng nó là bấm lại từ đầu nhé. Ok nó đen rồi. Mình quên mất các bạn. Bây giờ mình sẽ ấn lại LL R bút này, ok bút bút A chấm bin nhé, sẽ gọi bút A chấm bin. Bây giờ bạn sẽ gõ LRZ. Ok, máy sẽ lên lại. Tay mình hơi run các bạn thông cảm nhé. Bạn sẽ setup như bình thường thôi. Ok, mình đã setup xong, bây giờ chúng ta sẽ bật lại chế độ chuẩn tiệm nhé. Đây, phải bật lao xa này. Đây, bật lao chuyển tiệm. Đây. Bật lao. Ok, luôn sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ copy cái file. Nó sẽ ở trong cái thư mục ELL. Nó sẽ ở trong thư mục ELL. Chúng ta sẽ copy cái file boot A.bin. Đấy, copy vào đây. Đấy, có một bộ ở trong chuột phải bên okay, để đây mình bắt wifi đấy. Qua sẽ vào Google Chrome nhé. Đây mình sẽ tìm là Magic V26.4 26.4. Ok đây, cái top dòng hồ mới ở cái khúc này. À tôi chỉ bấm vào Magic này, ok. Browser cũ quá nên phải bấm vào đây. Trình duyệt cũ quá các bạn ạ. À, nó không tìm được link
À, nó không vào được link bởi vì trình duyệt cũ quá. Đây, nói chung là chúng ta tải web nào cũng được thôi. Web nào cũng được các bạn nhé, bởi vì cái thằng nào thì nó cũng như nhau cả thôi. Thôi chúng ta lên đây nó đã tải rồi các bạn. Bạn lên cái này các bạn, nó là Magic Delta, à Magic. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần quản lý tài liệu. Đây, Magic này. Ok, bây giờ chúng ta bấm vào cái đèn này. Cho phép. Đây, kế tiếp là chọn vào bát tìm. Bấm vào đây, bấm vào đây, à bấm vào đây hiển thị bốn trong vào đây lấy LGA này, đây là gọi là cái bước a chấm pin này, bấm tin nào, bấm tin nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thư mục đó, thì máy tính sẽ có cái file ở trên cái ở trong cái bộ trong của máy cái con LG này, nó sẽ có cái file Magic này, chúng ta sẽ copy vào bộ máy tính nhé. Đây mình copy vào đâu cũng được, đây mình copy vào tempo đấy. Đây. Ok, bây giờ chúng ta cần phải vào lại EDL nhé. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái thư mục của chúng ta vừa có cái này ra. Chúng ta sẽ gọi là EDL. Đây, chúng ta mở cái tab là EDL ra nhá. Terminal ra. À, không. À, bút A. Bút gạch ngang A. Đây, kéo cái này qua như này. Đây, ok. Enter. Để chúng ta sẽ có LGZ. Mình sẽ tự reset này mà. Mình sẽ tự reset lại các bạn, chỉ phải chờ thôi. Thank you.
khó rút rồi nhé, đã khó rút rồi nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Ở trong video sau thì mình sẽ làm hướng dẫn cài đặt ROM custom trên con này và cross flash từ bản Hàn sang bản Ấn Độ để cài ROM custom, cài ROM Evolution X, ROM Pixel Experience. Ok, cảm ơn đã xem video.